đấy. Chơi nhà trời. Gì? Nói xa làm sao nha. Nó làm vàng đậu que các ơi. Cho đậu nó bò lên. Giống như chơi nhà trời vậy đó. Làm giống hàng rào, làm cái dài 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 lên. Cái đó là còn lớn rồi đâu. Biết gì vô lấy đi chứ kêu sai rồi giờ lấy rồi nói gì. Thằng cái đóng mít non ngay chân cái nhà. Thì ngay chân cái đóng mít non ngay chân nhà luôn đó. Cái cuộn đó đó, mà cái cuộn kia kìa. Bởi vì hai dao dây chèn dây với nhau biết gì nào. Thì bắt mình mấy tháng đi vậy? Gì sướng vậy, tháng rưỡi thì có bắp nướng ngăn tại giường không mày? Mua cái dĩa nướng sẵn đi. Lần nói gì, mua dĩa nướng hả? Nướng trên bếp than hả? Ê, em có chồng hành không, nướng xong mà làm mỡ hành ăn luôn lưng. Để mỡ hành nên ăn ngon bá cháy rồi chết luôn. Hả? Trồng mấy chậu chết hết. Sao vậy? Không ăn chết cái gì. Uống ha. Trồng đi. Trồng cái bắp này nướng lên. Mỡ hành. Ngon. Tưởng tượng thôi mà ngon lâu lắm mà không ăn món đó. Dịch bệnh thì đâu có đi ăn món, đâu có mua bắp gì nướng của người ta đâu. Thấy rồi. Làm vàng để trồng đậu que hả? Đậu que nó bò lên nó mới có trái hả? Đậu dưới đó cả nhà. Vàng bắp à. Ê sình không mà chết luôn rồi, tôi dép tôi đi hồi chắc phát ớt đã luôn quá lưng. Bên nào? À bên bữa bể ha, bữa hái hả? Đậu que hả? Chỉ có đậu que là làm gì thôi hả? À đậu que là đũa, cái này không chầm đậu đũa nữa. Hả? Cái hàng giáp với ruộng tên nó nghĩ lên là hay gì? Sao ngộ người ta, chắc người ta tạt thuốc qua nó chết gì. Mất coi nghiên cứu đó lần. Cắt nhánh cắt gì đó lần. Tôi làm bậy bạ không ông nói này kia nó không. Ông đừng làm luôn. Mít á, mà phải coi nha, người ta nói mà mít đang ra trái hay gì gì đó là không được cắt đọt cắt nhánh gì đó. Còn nếu mà mít nó ra được mấy đợt hay gì rồi mới cắt, nói chung là ông cứ nghiên cứu làm đi. Công nghệ thực phẩm mà làm không học bên nông nghiệp mà cũng không học bên bảo vệ thực vật á, mà đi về trồng rẫy. Chủ yếu để ăn. Lần. Cái đình
Rồi trời càng tối dần tối dần. Ừ, tự nhiên để gì sao nó sáng được miếng này. Tối dữ ta. Giấc này là mấy giờ là mọi người biết? 5 giờ rưỡi rồi hả? 5 rưỡi 6 giờ về hả? Không biết mấy giờ luôn. Thấy trời tối dữ. Muối mình lấy cái muối, lấy nước của nó ở đây rồi. Chẳng uống gì đây. Quên. Đuổi nó vô mà quên đưa cho nó cái ca nước. Cột một cái muối chính giữa đi rồi hai bên ta từ từ ta cột sau. Có cái bọc đậu rộng đó tới đây. Có cái bọc đậu rộng nó còn dư khoảng trống đó. Gì? Thì lỡ ké vô đó. Cái bọc đậu rộng nên tôi lấy bự chịch bá lửa luôn. Tưởng nó đầy chưa hái. Ui tối quá luôn á. Quay cảnh mà ảo ảo luôn hà. Vậy không có anh nói anh múc gì á hả? Sao mình không chế cái như mình xỏ cái dây cây cái cọng cây là cứng cứng vô trong cái đó rồi thọt xuống múc giống như cái gáo hay lưng hay lưng hả? Nói gì? Thứ gì mình tuột vô trong cái gáo dừa hoặc là cụ cầm cây á khỏi có mò xuống dưới múc nó lâu thọt xuống múc rồi múc như múc gì giá canh vậy đó. Mệt buồn ngủ ghê lắm. Ngồi chờ đợi mỏi mòn mệt quá. Có hai cái bàn. Cái gì? Bụng răng gì? Nó bị gì cho muốn gì vận chuyển thôi chứ. Với lại bên ngân nó lựa không kịp. Mấy người kia chết hết rồi.
nó lựa cái bàn kia tốt hơn.